Vườn quýt hồng Ba Liên, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp có tổng diện tích 1,7 ha. Quýt hồng canh tác theo hướng hữu cơ, hạn chế tối đa việc sử dụng phân, thuốc hóa học nên cây phát triển tốt, năng suất tăng gần gấp đôi so với năm 2021, trái có màu sắc bóng và đẹp. Vì vậy năm nay, lần đầu tiên vườn quýt hồng Ba Liên mở cửa đón khách tham quan. Thì hiện tại cái diện tích trồng quýt hồng đó là quýt đã lên màu rất là đẹp và đạt độ đường nhất định. Hiện tại là cái lượng khách tham quan ngày thường là rơi tầm khoảng 50-60 khách, còn những cái ngày lễ hay là cuối tuần thì rơi khoảng 200-300 khách. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, anh Nguyễn Phương Bạc ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cùng nhóm bạn tìm đến vườn quýt hồng Ba Liên để tham quan và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm tại đây. Thấy cái khung cảnh ở đây rất là đẹp. Mùa quýt đã vào mùa chín rất là rộ, là màu vàng cam rất là đẹp luôn. Những cây quýt đây rất là sai chịu quả nên là chụp hình lên rất là xinh. Nên là tụi em có những cái nhìn những đẹp ở đây. Huyện Lai Vung có 6 điểm tham quan vườn quýt hồng ở các xã Long Hậu, Tân Thành và Hòa Thành, tổng diện tích hơn 6 hecta. Với mỗi vé vào cổng có giá 50.000 đồng đối với người lớn, 30.000 đồng đối với trẻ em. Du khách được thưởng thức quýt hồng, tham quan, chụp ảnh trong vườn quýt sai chữ quả, trải nghiệm bơi xuồng, đi cầu khỉ và phục vụ những món ăn đặc sản miền Tây. Đồng thời, khách du lịch được tự tay hái những quả quýt hồng mọng nước, ngọt thanh về làm quà cho người thân với giá bán 80.000 đồng một kg.